ra bây giờ ta nói là đó Pháp có đi ngang nó kiếm chuyện ông cả, nó xin cho bắn cò, nhưng mà ông cả thì ông có cái nhân đức, ông không có chịu sát sanh đó, thành ra bây giờ là thầy mới khiến ra cho hai con chim phan cổ đó, thầy cũng như là khiến ra vậy đó để cho cái quân Pháp nó thấy hai con phan cổ nó bắn thôi, chứ không giết được cái đàn cò trong cái nhà đất ông. Thì bây giờ nó xuất hiện, có người nói là chim phụng hoàng, có người nói chim phan cổ, thì cái đó cái dư luận đó mình cũng chưa chính xác được. Nó mới xuất hiện đấy hả, rồi từ từ thì nó cũng phải vô hết trơn à, đâu cũng vô đó hết trơn à, rồi mình nằm coi như giờ mình chờ đi, niệm Phật mình chờ đi. Nhưng mà đây vô. Chắc cũng là con nghe nói là đất lành thì chim mới đậu, đất lành 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 thì chim mới đậu, thì cái chim này á, là mấy chục năm mới xuất hiện chứ đâu có đó, giờ đâu có chim này. Có người với lại là ở Campuchia nó qua, không phải đâu, thật sự cái này là cái đêm để là đất lành chim đậu, thì nó cũng báo báo ra đến một ngày đó thì đất nước Việt Nam mình nó cũng phải vô Thái Bình đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ Châu Phú là đang sửa xe quý vị. Thì cũng có chú xe ôm đi đến đây mà để sửa xe. Thì ngoài cái công việc xe ôm thì chú cũng có đi làm thợ hồ. Thì Châu Phú thấy chú hiểu rõ rất là nhiều về giáo lý của Đức Thầy quý vị. Thì hôm nay Châu Phú cũng nhân dịp đây thì cũng nhờ chú chia sẻ những cái câu chuyện mà Châu Phú không có hiểu rõ về. Dạ con chào chú nha. Rồi. Dạ thưa chú. Dạ thì chú có thể là giới thiệu giùm con là tên chú tên gì chú? Tên tôi là Lê Thanh Tùng. Lê Thanh Tùng ha. Dạ là lúc này là trong cái mùa dịch gì chú có đi làm gì được không chú? Nói chung cái mùa dịch này thì không có làm gì được nữa. Thì cái chỉ thị của 16 đưa ra mình phải chấp hành, mà vì cộng đồng mình cũng phải gắng giữ và cũng phải gắng là tuân thủ 5K, nhưng mà 6 chữ nó mới được. Cái 5K phải cộng 6 chữ, tức là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó. Để là cái bản thân mình là nó mới tốt nhất. Chứ 5K không là nói về khoa học không à. Còn cái 6 chữ là sau này là mình gắng cái 6 chữ kèm vô nữa mới đúng. Đó là tối ngày vụ mình đi ra đi đứng đồng ngồi mình gán niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nó cũng là thêm có 90%, cũng phải nhờ Phật mới cứu mình được. Phải không? Chứ khoa học cũng nhiều khi cũng chưa cứu mình được đâu. Tại vì nó cái thời nó rốt ráo rồi, nó vô quá trơn rồi. Sách vở đã vô rồi, thành ra bây giờ chỉ còn Nam Mô A Di Đà Phật là 6 chữ là nó ngon nhất. Thành ra gán khi bà con gán niệm. Chứ sao vậy cũng phải vô cái dự hội Long Hoa thôi, chứ không có chạy khỏi đâu. Không có chạy khỏi được, nhất quát mà khoa học là chỉ có con đẻ bậc học thôi. Rồi hôm nay á, tình hình mà trong cái tình hình mà dịch bệnh nó đang bùng phát như vậy nè, rồi chú thấy sao cuộc sống của mình nó có khó khăn lắm không chú? Nói chung thì nó cuộc sống á, thì nó cũng hơi gặp khó khăn. Nó tại vì cái thời dịch nó bùng phát thì nó luôn cả là thế giới, chứ không riêng gì đất nước Việt Nam mình đâu. Thành ra những người mà biết niệm Phật á, thì dù sao nó cũng cỡ là 70%, nó 80%. Còn mình cứ ngang nhau là không có được. Thì nó cái thời cuộc nó đã dị rồi, gán niệm Phật là quý nhất trên đời. Chứ giờ còn gì nữa đâu. Chú có ăn tương không? Có chứ, hồi xưa tôi làm tôi hộ, tôi nhậu lắm mà. Tôi nhậu là ve sầu đó, cái gì chứ, rượu là tôi uống tiên nhất. Mà khi tôi giác ngộ được rồi thì tôi bỏ rượu, năm nay cũng 10 năm, tôi ăn cũng 6-7 năm rồi. Nhưng rồi đến bây giờ thẳng chữ tôi lãnh nhà tôi làm chủ nhà mời mọc ăn uống bia lo là tôi cũng đâu có đâu, tại mình nó vô giữ giới rồi, mình phải gái nhịn, tại vì mình biết nó đã thời cơ nó vậy rồi, là giờ cỡ nào cỡ mình cũng phải gái ăn gì gái nhịn đó là bản thân tốt cho xã hội gia đình mình luôn đó. Đó là điều mong cho bà con với anh em trong cái ngành nghề mà đi làm mướn nên hạn chế nhậu lại và gán ăn thường, nếu mà rẻ nhất cũng phải tháng 4 ngày giá bèo nhất. Rồi mấy ngày nay là cái cuộc sống của chú sao, như thế nào? Thì nói chung quá cuộc sống thì nói chung mình cũng ổn định, mình nhờ niệm Phật thì cũng Phật độ hòa không sao. Vậy đó ha. Tại vì mình thì nói chung mình cũng không phải là giàu, thì mình cũng có nhờ niệm Phật thì Phật cứu mình chứ ai cứu mình được. Ăn tương thì cũng không có tốn nhiều hả chú? Tương thì ngày bây giờ với người nào tôi nói giờ trong cái người mà dưới giới ăn tương ngày chưa được 10.000 đó. Tính ra cái đồ chế độ ăn chưa được 10.000, như bảo hẳn tôi và ăn ngày tôi tính ra đồ ăn của tôi chưa được 10.000. Có khi 5.000 không chừng nữa. Là đồ ăn hay đồ ăn đó, cái thực phẩm tôi ăn hàng ngày tôi có gạo thật. Gạo thì không nói gạo nha. Thì không nói gì đồ ăn là gì đâu, có miếng tổ gì tôi cũng xào kho gì với rau cải gì rồi xong tính ra chưa được 10.000 thì nó quá dễ dãi cho mình rồi.
đó. Rồi ví dụ mình làm nó có dư ra thì đó là một là về mình tiếp tế cho xã hội hay vợ con đồ thêm thì nó quá hạnh phúc trong gia đình. Yeah. Rồi từ từ mình nhiều nhau trên con đường mà để tu học thêm. Cái thời này là nó không mà tu học là thua đó. Yeah. Tại vì ví dụ năm nay gì mình đâu có biết năm tới nó ra sao được. Nó càng ngày nó càng ra hết cái biến thể này nó tới cái biến thể nặng hơn nữa. Rồi thì lúc đó là cái khoa học mình nó bây giờ chưa có thuốc mà đặt thù điều trị được đâu. Bởi vì con thấy chú lúc này thì con sợ chú gặp khó bể hỏi cái tình hình và cái cuộc sống chú trong cái mùa dịch như thế nào. Có hết gạo không? Đang con chợ viên chú gạo rồi này kia đang ăn. Thì nói chung thì cái gạo thì đôi khi nó cũng vừa đủ mà nó cũng không dư, nó không thiếu. Dạ. Thì cũng tạm thời. Không phải là mình dư tại vì mình chưa đi làm được. Dạ, vậy chút xíu chú ghé nhà con gửi cho bọc gạo gieo duyên nha. Rồi, vậy là cảm ơn. Dạ, dạ. Cầu chúc gác đi đến đâu mà để mình mà tiếp tay cho xã hội vậy là quý rồi. Nhà cũng cái quá gắng, tuy nhiên ta niệm Phật. Dạ, dạ. Chứ giờ cái già cũng chết, cái nghèo cũng chết. Dạ, vậy thì thưa chú thì cũng như là chú đi nhiều nơi. Thì trước giờ chứ con chú có thấy cái con chim mà có người họ nói là hồng hoàng đất, có người nói phụng hoàng đất vậy đó, chú thấy ở trên mạng đó thì chú thấy cái cặp chim đó, đó nó có cái gì kỳ lạ không? Trước giờ chú gặp đó, chú có thấy từ lần nào không chú? Cái hiện tượng này thì nhiều cái nhà lý giải ra, nói chung là nó đã gần cả 70 năm rồi, trước cái thầy ra đời rồi đã có rồi, nhưng mà bây giờ thì nó tái xuất lại thì nói chung bây giờ mình cũng không biết được trước được, nhưng mà nó cũng gọi là cái điềm. Yeah. Cái điềm đó là nó ăn sâu vào vô kinh giảng nó thầy hết rồi, nhưng mà cái đó là cái điềm, nhưng mà cái chuyện thiên cơ thì thầy cũng đã cấm mình rõ trơn rồi. Yeah. Nên không có nói trắng lộ ra, đúng không? Tự mình tìm hiểu mình thấy để đó là một khi một cái đường mình gá tu thêm để mà sau này mình hưởng nhờ. Yeah. Chứ cái gì bây giờ nó cũng đã lộ hết rồi. Yeah. Nó trắng cho mình thấy rồi, còn nhớ mình thấy trước mắt rồi, cái dịch này đã thấy rồi, thầy đó tiên tri là cho biết rồi. Đó, trước tiên ví dụ bây giờ á, hồi xưa ở Sài Gòn một học giả hỏi đức thầy, mà học giả là ta học cao trí thức á, thầy đã viết cái quyển đầu là nói là hạ quan này đã hết đời đúng không? Thì ông kia thắc mắc, nếu mà ví dụ hết đời là nó phải có cái biến chứng gì xảy ra không, thì thầy trả lời trước tiên là phải là lũ lụt thiên tai rồi mới đến dịch bệnh, rồi bắt đầu tới chiến tranh thứ ba nó khởi lên, thì bây giờ nó vô khớp hết trơn rồi, Biển Đông mình đã thấy lộ rồi, rồi Trung Đông nó cũng đã bung lên rồi còn nữa. Tức là chúng gọi là tăng á, với tiên ban đó là Trung Đông đó nó đã bung lên hết trơn rồi. Yeah. Thì mình thấy đã lộ rồi còn gì nữa, gán niệm Phật nó, chứ đôi khi mình giàu 100-200 tỷ trong nhà cũng không cứu được mình đâu, thì bất quá hết kiếp này thôi. Yeah. Vậy thì trong cái mà cái sắp giảng của đức thầy có nhắc cái lời nào mà tới cặp hồng hoàng đất hay phượng hoàng đất gì không chú? Không, cái này thì nói chung nó mới xuất hiện đây á, thầy nó cũng có nói nhưng mà mới xuất hiện đây thì cũng chưa có được bao lâu thì nó đã lộ lên rồi, nhưng mà mình không có nói thì nó không có nói sâu được. Yeah. Nhưng mà có đó là gọi là cái điềm, cái điềm đó, cái điềm này cũng như cái điềm nãy con nghe chú nói gì là hai cái con này là thay thế hai con gì đó, thì có những nhà người ta đã tu lâu năm á, ta cũng nói giải ra lại ví dụ hồi xưa đức thầy mà thầy phát hột đó. Yeah. Có ghé nhà đức ông, hồi xưa nhà đức ông còn có một cái giường cò. Yeah. Nhưng mà khi mà cái người Pháp ta muốn không có ra cái tôn giáo Hòa Hảo, sợ đây gần này đó là tín đồ Hòa Hảo quá nhiều đi. Yeah. Ta làm ăn không được, thành ra bây giờ ta nói là đó Pháp có đi ngang nó kiếm chuyện ông cả, nó xin cho bắn cò, nhưng mà ông cả thì ông có cái nhân đức, ông không có chịu sát sanh, thành ra bây giờ là thầy mới khiến ra cho hai con chim phan cổ đó, thầy cũng như là kiến ra vậy đó để cho cái quân Pháp nó thấy hai con phan cổ nó bắn thôi. Yeah. Chứ không giết được cái đàn cò trong cái nhà đất ông. Yeah. Thì bây giờ nó xuất hiện, có người nói là chim phụng hoàng, có người nói chim phan cổ, thì cái đó cái dư luận nó mình cũng chưa chính xác được. Yeah. Nó mới xuất hiện đấy hả? Rồi từ từ thì nó cũng phải vô hết trơn à, đâu cũng vô đó chứ à. Rồi mình làm coi như giờ mình chờ đi, niệm Phật mình chờ đi. Nhưng mà đây chắc cũng là con nghe nói là đất lành thì chim mới đậu. Đất lành thì chim mới đậu, thì cái chim này á, là mấy chục năm mới xuất hiện chứ. Yeah. Đâu có đó, giờ đâu có chim này. Yeah. Đó, có người với lại là ở Campuchia nó qua không phải đâu. Thật sự cái này là cái điềm. Yeah. Để là đất lành chim đậu thì nó cũng báo báo ra đến một ngày đó đó, thì đất nước Việt Nam mình nó cũng phải vô Thái Bình hết rồi. Toàn bộ nó phải là an cư lập nghiệp Thái Bình hết trơn à. Đã vô khu hết trơn à. Nhưng mà cái người tu mới còn nha, cái người không tu mà đội cái sung sướng không được, phải không?
Yeah. Có tu hiền mới sung sướng được, chứ không tu hiền sao đầu sung sướng được, thì gác đó, đó là cái điểm cho mình đó. Yeah. Thì gác đi, không sao đâu, không xa nữa, bớt nhiều thì tiên cảnh lên rồi ha. Nó vậy thôi. Yeah. Nó nói vậy thôi, bao nhiêu giải nghĩa nhiêu được rồi, chứ bây giờ cái chuyện thiên cơ thì thầy đã cấm rồi, mình nói chúng cũng có tội mà nó chặt cũng có lỗi. Yeah. Nhưng mà chút chút vậy thôi, thì mong bà con gác tu hiền đi để mà lo qua cái đại dịch này. À, yeah. nó còn nhiều cái biến thể mới nữa, thuốc bây giờ mình cũng chưa có điều trị được. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi con cũng chân thành cảm ơn chú nha, chúc rồi, chú rồi. Sức khỏe an lạc nha chú. Rồi cảm chúc yeah, bà yeah. con anh khỏe hết. Dạ yeah, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vâng, kính thưa vị, qua video này cho Phú cũng xin kính chúc toàn thể vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Rồi.